Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Phạm Bình Minh chơi dao và bị đứt tay, số phận ngày một mong manh. Hồi giữa tháng 4, ông Tô Lâm đã cho bắt Tô Anh Dũng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao của Việt Nam, là khởi nguồn cho miễn điều tra nhắm vào ông Phạm Bình Minh, đương kim Phó Thủ tướng Thường trực. Và mới đây, cụ thể là vào ngày 27 tháng 9, ông Tô Lâm đã cho bắt tạm giam với Nguyễn Quang Linh, trợ lý Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh. Cơ quan an ninh điều tra của Bộ Công an vừa cho biết hiện đang điều tra vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Bộ Ngoại giao, thành phố Hà Nội và các tỉnh thành trong cả nước. Đây là hình ảnh ông Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh của Việt Nam. Như tờ Thời báo.de đã phân tích, đây là hai gọng kìm ông Tổng Bí thư nhắm vào Phạm Bình Minh. Thực chất Phạm Bình Minh là cánh tay đắc lực với ông Phạm Minh Chính. Việc tấn công vào Phạm Bình Minh thì xem như ông Tổng đã rời lò đốt tới gần nhà ông Thủ tướng chính hơn. Đấy là cái lợi cho ông Tổng Bí thư. Ngoài cái lợi cho ông Tổng thì chiến dịch gọng kìm này Tô Lâm cũng đang muốn trả đũa lại những gì Phạm Bình Minh đã ra tay với ông ta. Vậy câu hỏi đặt ra là ông Phạm Bình Minh đã ra tay điều gì với ông Bộ trưởng Bộ Công an đây? Như Thời báo.de đã nói, việc ông bị sự cố Tô Lâm ăn thịt bò rát vàng được cho là bên Bộ Ngoại giao dành biện pháp để đưa ông Bộ trưởng Bộ Công an ngây thơ vào chồng. Thực tế thì bản thân ông Tô Lâm cũng khoái ăn những món xa xỉ, nhưng ông Tô Lâm cho rằng nếu không có những vấn đề nghị và giới thiệu của các quan chức ngành ngoại giao thì ông đã không sập bẫy đau đớn đến như vậy. Nói chung, phe của ông Phạm Bình Minh cho rằng ông Tô Đại Tướng đã đổ thừa, tuy nhiên ông Tô Lâm vẫn giữ quan điểm như thế. Trong trò chơi chính trị thì những hành động ném đá giấu tay cứ thật thật ảo ảo, khó mà đoán biết được. Cũng có thể phía Bộ Ngoại giao không có ý định hại Tô Lâm ở vụ ăn thịt bò tại London, nhưng ông Tô Lâm thì vẫn giữ quan điểm đổ thừa, không thay đổi thì những lãnh đạo bên Bộ Ngoại giao đành phải khốn khổ theo. Bởi ông Tô Lâm không những nắm bộ lớn nhất nhì trong chính phủ, mà ông còn được ông Tổng Bí thư hậu thuẫn, là đến cả Thủ tướng Phạm Minh Chính ông còn không ngán. Thì ông ngán gì Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đây? Đây là hình ảnh Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Hành động của phía Bộ Ngoại giao không biết là vô tình hay cố ý, bởi vì trong thế giới đánh giá có người lại cho rằng vô tình, có người lại cho rằng cố ý, khó mà đoán biết. Tuy vậy, nếu là cố ý mà nhắm vào Tô Lâm thì có thể nói Phạm Bình Minh đã chơi dại, đụng vào một con người nguy hiểm nhất trong chính phủ. Và dù cho là có vô tình thì hiện nay vụ án chuyến bay giải cứu đang bị ông Tô Lâm dốc toàn lực đánh vào Phạm Bình Minh. Phạm Bình Minh là người có công đẩy Trương Hòa Bình đi để giành chiếc ghế cho ông. Và Trương Hòa Bình là người của cánh miền Nam, nhưng không phải là cánh của Nguyễn Tấn Dũng mà là cánh của Trương Tấn Sang, không ưa gì Nguyễn Tấn Dũng. Tuy việc đẩy Trương Hòa Bình đi không chỉ một mình Phạm Bình Minh làm, ông chính chỉ là người đóng góp công lớn nhất. Tuy nhiên, nhiêu đó cũng đủ để ông Phạm Bình Minh phải ăn cây nào rào cây nấy. Và nếu đánh vào Phạm Bình Minh thì Tô Lâm lợi đôi đường, vừa hất được một đối thủ có thể tranh chiếc ghế chủ tịch nước với ông, vừa đe dọa được chiếc ghế thủ tướng của người đồng đội xưa ở Bộ Công an với ông Tô Lâm, chính là đương kim thủ tướng hiện nay Phạm Minh Chính, vì đã có thời ông Chính từng là tướng công an ở đây. Đây là hình ảnh ông Tô Lâm đã trả đũa Phạm Bình Minh như thế nào. Ông Tô Lâm là công cụ của ông Tổng Bí thư thì ai cũng rõ. Tuy nhiên, có người thì cho rằng ông Phạm Bình Minh đã làm công cụ cho ông Phạm Minh Chính trong việc chơi khăm ông Tô Lâm trong vụ thịt bò rát vàng, để giờ đây lãnh hậu quả nặng nề. Với hai gọng kìm đang siết cũng rất khó để ông Phạm Bình Minh trụ lại chiếc ghế Phó Thủ tướng Thường trực. Cũng có người nói rằng động đến Tô Lâm là chọc phải mãnh thú, rất dễ bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp chính trị của mình. Có lẽ ông Phạm Bình Minh đã có cái dại là chơi dao, và đến lúc dao cắt vào chính tay của mình. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin đi Nhật về ông Chủ tịch Phúc ngồi thớt hay ngồi lên ghế, cửa hẹp sao thoát đây. Có thể nói rằng việc bị cho đi Nhật dự đám tang cố Thủ tướng Nhật Bản Abe là một dấu hiệu cho thấy ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc như là một chủ tịch đã thất sủng thực sự. Ông đi nước ngoài mà Bộ Chính trị lại tước bỏ mất đặc quyền đặc lợi dành cho một nguyên thủ quốc gia,
đó là đi chuyền cờ. Dù chỉ là mang tính biểu tượng, nhưng ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc không thể bị coi thường đến như vậy. Ông chính là bộ mặt quốc gia của hàng trăm triệu người dân Việt Nam. Ông có quyền được hưởng những quy chế dành cho nguyên thủ quốc gia đúng nghĩa. Có lẽ bao lâu nay, người Cộng sản không hề biết đối xử quân tử với người dưới. Đã bị ngã ngựa nên mọi thái độ của họ đều bị người dân phát hiện ra rất sớm. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Xuân Phúc đi viếng tang ông Abe. Vợ ông Nguyễn Xuân Phúc, bà Trần Thị Nguyệt Thu thì dường như đã dính đến vụ án rất nóng hiện nay, đó là hai vụ Việt Á và vụ chuyến bay giải cứu. Nếu ông chủ tịch có tội thì cần trừng phạt nghiêm minh chứ không phải bằng thái độ coi thường như vậy đối với ông. Cũng có người đánh giá rằng với việc bị tước hết đặc quyền cho nguyên thủ quốc gia sau chuyến đi Nhật trở về thì số phận của ông chủ tịch nước lành ít dữ nhiều. Với sai phạm như núi Thái Sơn của vợ, và liệu rằng ông chủ tịch Phúc có thể trụ lại tại hội nghị Trung ương 6 tới đây hay không? Đó chính là câu hỏi mà dư luận đang đặt ra. Và liệu rằng ông về nước sẽ bị liên thớt hay thoát nạn? Vào ngày 15 tháng 9, tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Hà Nội, ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Bộ Chính trị Việt Nam đưa ra một nhận định như sau. Xử một vụ án thôi mà cảnh tỉnh cả một lĩnh vực, cả một vùng. Hiện nay, ông Tô Lâm đã bắt được khá nhiều. Ông đã từng bắt Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng như là lời răn đe cho chiếc ghế Phó Bí thư Thường trực Phạm Bình Minh. Như vậy, ông Tô Lâm đã gián tiếp thừa nhận ông bắt người là vì mục đích chính trị. Bắt người không hẳn là làm sạch nội bộ và bộ máy của nhà nước như Đảng Cộng sản vẫn rêu rao, mà bắt người để áp lực cho ai đó phải cầm họng và nhường chỗ. Và phải mất chức hoặc để lại chỗ trống cho phe tà chám vào đó. Thực ra công cụ điều tra là cảnh tỉnh cả một lĩnh vực, cả một vùng, chứ không phải là bắt người. Hình thức điều tra dùng hồ sơ điều tra để ngã giá chính trị thì đó chính là thủ đoạn quen thuộc của quan chức nhà nước Cộng sản. Không thể nào ông Tô Lâm không biết được. Đây là hình ảnh hai người đang muốn đưa ông chủ tịch nước lên thớt. Như tờ Thể báo.de đã phân tích, đối với nhân vật trong tứ trụ không thể có chuyện bắt bớ mà thay vào đó là điều tra rồi dùng hồ sơ điều tra đấy thay đổi cuộc chơi. Và hiện nay ông Tô Lâm đã có những cuộc điều tra nhắm vào bà Trần Thị Nguyệt Thu, phu nhân chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Vì thế đấy mới là công cụ để ông đưa ông chủ tịch nước lên trên thớt. Có người chỉ ngã giá rằng việc ông chủ tịch nước đi Nhật xem như là lên thớt và hội nghị Trung ương 6 sắp tới là việc gần như chắc chắn. Với thớt đã được trở sẵn, tuy nhiên câu hỏi mà người ta đặt ra là liệu rằng họ có chạm được sự nghiệp của ông chủ tịch Phúc hay không mà thôi. Với những gì ông Tổng Bí Thư và ông Tô Lâm đang có trong tay, ông chủ tịch Phúc đang có một cửa khá hẹp để lách qua, và liệu ông có lách được hay không? Ông chủ tịch nước cần liên minh với ông thủ tướng, vì nói cho cùng cả ông thủ tướng và ông chủ tịch nước đều là kẻ thất thế trước ông Tổng. Và lại ông Tổng đã liên minh để đốt lò mà ông chủ tịch và ông thủ tướng không liên minh thì đại sự rất khó thành. Đây là hình ảnh bà Trần Thị Nguyệt Thu, người được cho là đang mang lại rắc rối lớn cho ông chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Số phận của ông chủ tịch nước ra sao thì cũng còn phải chờ. Tuy nhiên, đã còn nước thì phải còn tát và không thể đầu hàng với số phận của mình. Ông chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc còn có hai con trai là Nguyễn Xuân Hiếu. Hiếu rất cần quyền lực của người cha dẫn dắt trên con đường chính trị sắp tới. Vậy nên, ông Phúc cũng cần phải chiến đấu và giữ. Nếu ông chịu thua, e rằng Nguyễn Xuân Hiếu sẽ thấy bờ vờ và không còn cơ hội để bước tiếp. Nói chung, cả gia đình ông Phúc cũng đang chờ kết quả cuộc chiến của ông. Về nếu chiến thắng, người trong gia đình cần phải được chấn chỉnh là vợ ông, bà Trần Thị Nguyệt Thu.